Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television phát hình trên băng tần 14.6. Và sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây là những tin liên quan đến Hoa Kỳ. Tiểu bang Texas kiện Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin về kết quả bầu cử. Thưa quý vị, tin cho biết là tiểu bang Texas nhằm giúp Tổng thống Donald Trump lật ngược kết quả bầu cử. Ngày 8 tháng 12, tuyên bố đã kiện các tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lên tối cao pháp viện, gọi những thay đổi những tiểu bang này thực hiện về thủ tục bầu cử giữa đại dịch virus corona và bất hợp pháp. Vụ kiện do Tổng trưởng lý Texas thuộc đảng Cộng hòa là Ken Paxton loan báo được đệ trình trực tiếp lên tối cao pháp viện chứ không đi qua tòa dưới. Tối cao pháp viện hiện có đa số bảo thủ là 6-3, trong đó có 3 thẩm phán do Tổng thống Trump bổ nhiệm. Đảng Dân Chủ và những người chỉ trích khác cáo buộc Tổng thống Trump làm giảm sút lòng tin của công chúng vào tính trung thực của cuộc bầu cử Hoa Kỳ và phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ bằng cách nỗ lực thay đổi ý chí của cử tri. Texas cáo buộc các giới chức bầu cử tại 4 tiểu bang vừa kể không bảo vệ được phiếu bầu qua đường bưu điện khỏi bị gian lận. Sau qua bản tin nói về công ty Việt Nam trong danh sách đen bị Hoa Kỳ trừng phạt vì vận chuyển than cho Triều Tiên. Thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa đưa 6 công ty vào danh sách đen, trong đó có công ty Thịnh Cường trụ sở tại Việt Nam và một số công ty có trụ sở tại Trung Cộng, cùng 4 con tàu bị cáo buộc tham gia vào việc xuất khẩu bất hợp pháp than của Triều Tiên. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào hôm 8 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm xuất khẩu than đối với Triều Tiên vào năm 2017. Cơ quan gồm 15 thành viên này đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng kể từ năm 2006 trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Triều Tiên tiếp tục tách lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đối với việc xuất khẩu than, một nguồn doanh thu quan trọng giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và Bộ trưởng Hoa Kỳ là Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố, theo ông, chế độ Triều Tiên thường sử dụng lao động cưỡng bức từ các trại tù trong các ngành khai thác mỏ, bao gồm than đá, bóc lột người dân của mình để thúc đẩy các chương trình vũ khí bất hợp pháp. Các công ty vận chuyển bị xử phạt là Weihai Hiuchin Trade có trụ sở tại Trung Cộng, Always Smooth và Good Spitling. Công ty Always Smooth và Good Spitling được đăng ký tại Anh. Bộ Tài chính cho biết như trên, thưa quý vị. Bộ này cũng liệt kê công ty Silverbridge Shipping, tức là COHKG, có trụ sở tại Hồng Kông. Và tập đoàn thương mại Daxin của Hàn Quốc cũng vào danh sách đen, thưa quý vị. Tin đến việc Trung Cộng triệu tập nhà ngoại giao Hoa Kỳ thì ăn miếng trả miếng về lệnh trừng phạt. Trung Cộng vừa triệu tập quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 12 để phản đối các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức Trung Cộng liên quan đến vấn đề Hồng Kông và thề sẽ trả đũa theo kiểu ăn miếng trả miếng, theo Reuters đưa tin. Trước đó vào hôm 7 tháng 12, Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm du hành đối với 14 quan chức Trung Cộng vì vai trò của họ trong việc thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông và việc Bắc Kinh bãi nhiệm các lập pháp dân cử đối lập ở Hồng Kông vào tháng trước, thưa quý vị. Đây có thể là lần đầu tiên tất cả 14 quan chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng bị Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra ngay sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng là ông Vương Nghị thúc giục Hoa Kỳ duy trì đối thoại ở tất cả các cấp và khuyến khích trao đổi giữa các nhà lập pháp cũng như các nhóm khác. Trung Cộng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao nước này còn cho biết trên trang web vào hôm 8 tháng 12 rằng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng là ông Trịnh Trạch Quang đã triệu tập quyền đại diện tại Đại sứ quán Hoa Kỳ để bày tỏ phản đối và lên án mạnh mẽ. Thưa quý vị, ông Elon Musk chủ 2 công ty đã xác nhận là chuyển nhà đến Texas.
Ông Musk vào hôm 8 tháng 12 xác nhận đã chuyển nhà đến Texas, trong khi vẫn điều hành hai công ty Tesla và SpaceX của mình ở California. Nếu một câu lạc bộ đã chiến thắng quá lâu, họ có xu hướng tự thỏa mãn một chút, tự cảm thấy quyền lực một chút, nhưng sau đó họ không giành chức vô địch nữa. California đã chiến thắng quá lâu rồi. Ông Musk ví von với báo Wall Street Journal về môi trường pháp lý của California và lý do đã khiến ông rời nơi này. Thưa quý vị, ông Musk là người nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ chính sách thuế của California và cho rằng đó là rào cản khiến giới siêu giàu phải rời nơi này. Texas hiện không có quy định thuế thu nhập tiểu bang, trong khi California thì có mức thuế là 13.3%, cao nhất nước Hoa Kỳ. CEO của Tesla và SpaceX cho rằng chính sách thuế tại California là độc quyền không thể phá bỏ và các quy định là bất tử không thể thay đổi. Theo ông thì chính quyền tiểu bang nên suy nghĩ về việc bỏ các quy định trên thay vì đưa thêm các luật mới. Ông Musk cho biết là vẫn duy trì các hoạt động của mình tại Tesla và SpaceX, thưa quý vị. Đó là hai công ty đang đặt trụ sở tại California. Nhưng khi đề cập về việc đã rời tiểu bang này hay chưa, ông xác nhận: với tôi, vâng, tôi đã chuyển đến Texas. Ông là một trong những người góp phần cho làn sóng di cư công nghệ khỏi thung lũng Silicon California. Trong thời gian qua, thì nhiều CEO, công ty công nghệ và các nhà đầu tư mạo hiểm đã rời bỏ nơi này để chuyển đến Texas, tiểu bang có diện tích và dân số lớn thứ hai của nước Mỹ, thưa quý vị. Và vì việc di cư chủ yếu giúp cho họ tiết kiệm được hàng tỷ Mỹ kim tiền thuế. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, ông Mike Pompeo thúc giục Đại học Hoa Kỳ dè chừng Trung Cộng. Tin cho biết là Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi các trường Đại học Hoa Kỳ xem xét kỹ lưỡng, sinh viên và sự hỗ trợ của Trung Cộng, cảnh báo về nguy cơ trộm cắp tài sản trí tuệ. Ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ nên quan nghênh những người Trung Cộng thực sự muốn học ở nước này. Nhưng ông nhắc là những người Trung Cộng thực sự... Ông nhắc đến hai trường hợp sinh viên Trung Cộng bị buộc tội làm gián điệp. Nếu chúng ta không tự giáo dục bản thân, nếu chúng ta không nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra, chúng ta sẽ bị Bắc Kinh cho một bài học. Ông Pompeo vào ngày 9 tháng 12 nói trong bài phát biểu tại một trường đại học ở tiểu bang Georgia, nơi có cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Á đang gia tăng. Trung Cộng biết rằng họ không bao giờ có thể sánh được với chúng ta về các ý tưởng sáng tạo. Ông Mike Pompeo đã nói như trên, thưa quý vị. Và đó là lý do tại sao họ đưa gần 400.000 sinh viên đến Hoa Kỳ mỗi năm. Ngoại trưởng tiếp tục kêu gọi các trường đại học Hoa Kỳ đóng cửa tất cả viện Khổng Tử và yêu cầu các viện này phải ghi danh như phái bộ nước ngoài. Đồng nghĩa với việc là họ phải báo cáo chi tiết thông tin nhân sự, cũng như kê khai tường tận tài sản ở Hoa Kỳ. Dựa trên đạo luật phái bộ nước ngoài năm 1982, gọi tắt là FMA, chúng ta cần đóng cửa các viện Khổng Tử và điều tra xem các nhóm sinh viên của Trung Cộng hậu thuẫn tài chính đang thực sự làm gì. Ông Mike Pompeo đã nói như trên. Và Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng không thể để Trung Cộng ăn cắp công cụ của chúng ta để xây dựng sức mạnh quân sự của họ, tẩy não người dân hoặc mua chuộc các tổ chức hay viện của chúng ta để giúp họ che đậy những hoạt động này. Tin về những chiến hầm Hoa Kỳ thoát nạn trong trận Trân Châu Cảng. Thưa quý vị, ba hàng không mẫu hạm Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã thoát khỏi nguy cơ bị đánh chìm trong trận tập kích Trân Châu Cảng do ra khơi làm nhiệm vụ hoặc đang đại tu sửa. Đó là các hàng không mẫu hạm USS Enterprise, USS Lexington và USS Saratoga. Vào lúc 7 giờ 48 phút ngày 7 tháng 12, thưa quý vị, vào năm 1941, thì phát xít Nhật bắn 183 hỏa tiễn, oanh tạc cơ, bổ nhào và máy bay thả ngư lôi tấn công căn cứ hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng ở Hawaii, thưa quý vị. Lực lượng tập kích sử dụng bom và ngư lôi bắn phá đường băng và tàu chiến đã khiến cho căn cứ Hoa Kỳ chịu thiệt hại nặng nề. Chưa đầy một giờ sau, Nhật đã phát động đợt tấn công thứ hai với 167 phi cơ. Đòn tấn công khiến cho toàn bộ 8 thiết giáp hạm tại Hoa Kỳ ở căn cứ bị chìm hoặc là hư nặng. 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trực và một loạt tàu khác cũng bị hư hại nghiêm trọng.
Cuộc tập kích cũng phá hủy 188 máy bay, làm hư 157 chiếc, cũng như là khiến cho 3.478 quân nhân Hoa Kỳ bị thương vong. Trong khi quân Nhật chỉ mất 29 chiếc máy bay, 129 binh sĩ thiệt mạng và một thủy thủ đoàn tàu ngầm bị bắt. Thưa quý vị, tàu USS Enterprise hiện diện gần trân châu cảng nhất vào ngày 7 tháng 12 và thực tế đã góp phần bảo vệ căn cứ này. Vào sáng ngày 7 tháng 12, tàu Enterprise cách đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii khoảng 346 km. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ cho 18 anh tạc cơ bổ nhào là SBD Dallas tuần tra trên đường trở về trân châu cảng. Phi đội Hoa Kỳ dự kiến đáp xuống Hawaii trước khi hàng không mẫu hạm đến nơi, nhưng chạm mặt được tấn công đầu tiên của chiến đấu cơ Nhật Bản, thưa quý vị. Và tin nói về YouTube sẽ xóa nội dung cáo buộc gian lận bầu cử trên diện rộng từ hôm nay. Theo YouTube cho hôm thứ Tư là ngày 19 tháng 12 cho biết, thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 12, thông báo cho rằng bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 họ sẽ chặn và xóa các nội dung cáo buộc tồn tại gian lận bầu cử trên diện rộng. Công ty do Google sở hữu cho biết đó là do thời hạn bến đỗ an toàn, tức là Safe Harbor, trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng 12 đã trôi qua, đồng thời tuyên bố rằng đã có đủ các tiểu bang chứng nhận kết quả bầu cử của họ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức pháp lý nổi trội, bao gồm một thách thức tại tối cao pháp viện, vốn có tiềm năng thay đổi kết quả bầu cử lịch sử, thưa quý vị. Và tuyên bố của YouTube không đề cập đến những điều này, cũng như không đề cập đến ngày bỏ phiếu của đại trữ cử tri đoàn vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Công ty có trụ sở tại California đã tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ bắt đầu xóa bất kỳ nội dung nào được đăng tải lên ngay từ hôm nay, hoặc bất kỳ thời điểm nào đó, có thể gây hiểu lầm cho mọi người với các cáo buộc về gian lận hoặc sai sót trên diện rộng đã thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Ví dụ như chúng tôi sẽ xóa các video tuyên bố rằng một ứng viên Tổng thống, tức là ám chỉ ông Biden, đã thắng cử nhờ lỗi trục trặc phần mềm hoặc lỗi kiểm đếm trên quy mô lớn. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này ngay hôm nay và tiếp tục tăng cường chúng trong những tuần tới, công ty đã viết như trên, thưa quý vị. Và sau đó thì YouTube cho biết là họ sẽ hướng dẫn mọi người đến những thông tin có thẩm quyền, được cung cấp bởi các hãng tin lớn, thiên tả như là đài ABC, CBS, NBC hoặc là CNN. Trong vòng một tháng qua kể từ sau cuộc bầu cử, những đài truyền thông thiên tả này hầu như không đưa tin hoặc báo cáo về các vụ kiện hoặc cáo buộc gian lận bầu cử, thưa quý vị. Và đó là những tin liên quan đến Hoa Kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngừng trong chốc lát và Ngọc Thùy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam.